bạn, chúng tôi đang đứng trước căn nhà của một nữ danh ca ở ngoại vi thành phố Hà Nội. Nếu lấy đây làm tâm và quay một vòng tròn với bán kính 15.000 km, chưa chắc đã bao quát hết được những miền đất mà bà đã đặt chân qua và đem tiếng hát của mình như một bức thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè trên toàn thế giới. Ngay từ thuở còn ấu thơ, những giai điệu quê hương đã thấm sâu vào trong máu thịt, giúp bà có được những tố chất ban đầu để trở thành ca sĩ mai sau. Trải qua thời gian, dưới bàn tay chăm sóc của nhân dân, bà đã trở thành ngôi sao ca nhạc. Giữa lúc ấy, cuộc chiến tranh vệ quốc nổ ra và tiếng hát của bà đã đi vào trận mạng. Phải chăng khói lửa và đạn bom của một thời đã che khuất những ngôi sao? Không, bà không phải là sao. Những người lính và những người nông dân gọi bà với cái tên đơn giản rất nhiều: chị Thanh Huyền. Trên phố phường Hà Nội hôm nay, những bản tình ca ngọt ngào là âm hưởng chủ đạo. Khác hẳn một thời đạn bom, khi mà khắp đó đây chỉ vang lên những khúc quân hành. Nữ nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền khá thanh thản khi đi giữa không gian ấy. Ai đó chờ ai, tóc xòa vai mềm. Còn em cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em. Bà cũng còn một niềm hạnh phúc lớn lao hơn. Một trong những bản tình ca hay nhất về Hà Nội lại được trình bày qua giọng hát của con gái bà, nữ ca sĩ Thanh Hằng, gương mặt trẻ đang lên của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng. Cả hai mẹ con đều được đào tạo bởi một nguồn, đó là Nhạc viện Hà Nội, nhưng lại thuộc hai dòng khác nhau. Điểm tương đồng giữa hai nghệ sĩ này chính là chất đằm thắm, tin yêu, rung lên trong từng nét nhạc. Những ngày nghỉ cuối tuần, họ thường về quê ngoại ở làng Đại Yên. Với Thanh Huyền, đây là mảnh đất thiêng liêng xét trên nhiều phương diện. Nơi ấy, bà đã sinh ra, sống trọn cuộc đời ấu thơ và được uống dòng sữa ngọt trong lành của tổ tiên ban phát. Ông nội Thanh Huyền là một bậc túc nho. Bên cạnh bàn thờ tổ tiên, cụ còn lập thêm đền thờ người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Rằm mùng 1 và nhất là ngày giỗ Đức Thánh Trần, cụ thường mời một ban nhạc đến. Tại đây, những điệu hát văn ngày lại ngày cứ thấm dần vào trong trí nhớ của cô cháu gái Thanh Huyền. Và không biết từ lúc nào, cô bé Thanh Huyền đã có thể hát được những điệu hát văn như người lớn. Song điều quan trọng không phải là chỗ
hát được hay không hát được, mà chính là hồn của điệu hát văn đã theo suốt cuộc đời bà. Với đường cày đảm đang, bà đã thực sự trở thành người lính. Chỉ có điều bà không cầm súng. Vũ khí của bà là âm hưởng ngọt ngào của điệu hát văn. Tiếng hát ấy đã bay đi khắp mọi miền tổ quốc, động viên, an ủi người phụ nữ xa chồng, làm ấm lòng những người lính ngày đêm đối mặt với đạn bom bão lửa. Những cánh thư ở trăm miền của đất nước, dù xa xôi vẫn bay đến với bà. Thậm chí có người không biết bà là ai, nhưng tiếng hát của bà đã có chỗ đứng vững vàng trong lòng họ. Thời kỳ tôi công tác ở Trường Sơn, cứ mỗi một buổi phát thanh văn nghệ, anh em chúng tôi là súng xít vào để nghe. Và đặc biệt nữa, tôi không biết ai hát bài Đường Cày Đảm Đang, mà bản thân chúng tôi là rất thích, và đồng thời cũng là động viên cán bộ và chiến sĩ ở Trường Sơn là tích cực chiến đấu và công tác tốt. Mà bây giờ chúng tôi về nhà, chúng tôi vẫn có một cái cảm tưởng rất sâu sắc với cái bài hát đó. Dưới sự chi phối khắc nghiệt của thời gian, tiếng hát của Thanh Huyền hôm nay đã thiếu vắng đi sự trẻ trung, tươi tắn. Nhưng bù lại, nó quyến rũ lòng người bởi sự đậm đà và đôn hậu. Một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua sự thể hiện khá tài hoa của Thanh Huyền, ca khúc Việt Nam đã chấm được một dấu son đậm nét. Bằng chất giọng nữ cao trong sáng bẩm sinh, cộng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và đặc biệt là sự tinh tế trong cảm nhận, bà đã thành công khá nhiều khi hát dân ca và những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Chính yếu tố này đã giúp bà tìm được chỗ đứng trong lòng bạn bè trên thế giới. Của bà đã vang lên trên sân khấu của hàng chục quốc gia, nơi mà công chúng nghệ thuật khá sành điệu trong thưởng thức. Tuy nhiên, chất dân tộc trong biểu hiện đã giúp bà tạo được một tư thế vững chãi, kể cả ở những không gian nơi mà những khuynh hướng nghệ thuật không có một tiêu chí chung trong định giá. Nữ nghệ sĩ nhân dân Thúy Quỳnh, Giám đốc nhà hát ca mối nhạc dân tộc Trung ương, đã nhận xét về Thanh Huyền như sau. Từ ngày học xong nhạc viện, chị Thanh Huyền về nhà hát cho đến nay,
thì chị Thanh Huyền là một cái người ca sĩ mà có thể nói là các tác giả, các những người đạo diễn và những người giám đốc đều luôn luôn tin cậy và yên tâm về chị Thanh Huyền. Còn đối với tôi, từ khi mà tôi làm giám đốc thì chị Thanh Huyền cũng là một trong những cái chỗ dựa về cái để tôi làm việc. Bởi vì chị Thanh Huyền, cái vị trí của chị Thanh Huyền không phải chỉ là một nghệ sĩ nhân dân. Chị Thanh Huyền là một con người sống rất là mẫu mực, rất là đàng hoàng, với một cái tư cách của một người chị lớn đối với các nghệ sĩ đàn em. Bầu trời canh. Qua những thành công và chưa thành công của chính mình, nữ nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thường nhắc nhở lớp trẻ hôm nay: âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, song đối với mỗi quốc gia rất cần có bản sắc riêng. Đánh mất bản sắc riêng sẽ không có chỗ đứng trong cộng đồng nhân loại. Bầu trời canh Phật ni. Có được bản sắc riêng ấy, người nghệ sĩ phải rèn luyện đôi khi hết cả cuộc đời mình. Kìa non non ni nước nước ni mây mây. Thôi hát lại đi. Mà nhớ mà phải lấy luyến lại đi. Bầu trời canh Phật ni thu hương sơn áo ước bay lâu nay. Kìa non non ni nước nước ni mây. Hôm nay và mai đây, lớp trẻ có thể đi xa hơn các thế hệ cha anh. Đó là niềm vui và cũng là quy luật. Trong cuộc hành trình đi đến tương lai, chiếm lĩnh những đỉnh cao nghệ thuật, họ còn phải đối phó với biết bao nhiêu thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, con đường đã mở và nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền là một trong những con người đi mở đường sớm nhất. Dịu dàng và đằm thắm, đôn hậu và tin yêu, tiếng hát của Thanh Huyền đã một thời và không chỉ một thời làm sao động lòng người bởi vẻ đẹp cao sang, hồn nhiên và bình dị. Vâng, đúng là như vậy, bởi Thanh Huyền vốn là của chúng ta.